đội chủ, đội cám, thi thoảng có giọng, bồng lâu có phải, chim tơ lên không? Chim già rừng có tạc giọng không? Cái này thì nó sẽ có hai vấn đề. Mà 100% bây giờ các bác đi mua chim là đều vấp phải ở cái vấn đề này. Đều vấp phải. Một số em nói đầu tiên là một số anh em mua chim qua mạng. Nhá. Điều đầu tiên là nuôi qua mạng. Khi mà cái người bán chim ấy, họ bảo là em vừa nuôi xong lông. Đúng không? Họ bảo là em vừa nuôi xong lông xong. Bác về chỉ việc chăm lửa để chơi thôi. Thế nhưng mà vô tình các bác mua về chưa kịp đổi cám nó lại đổ lông. Có. Đó. Chết rồi. Cũng có những con chim. Con chim này các bác đưa về các bác thuần lại nuôi tầm ít hôm nữa là nó thuần lại là các bác đấu giàn được. Hiện tại bây giờ nó thuần tầm là 60-70%. Đấy. Nhưng mà mua về sờ lồng chẳng bay. Có. Em thấy có đấy. Mới thuần 60-70% thôi. Nhưng mà sờ lồng chẳng bay. Cũng có. Rồi thứ hai. Con chim này nó hot ghê lắm. Hot kinh khủng lắm. Về chả hot tiếng nào cả. Cũng có. Rồi. Con chim này em mua ở sông Côn ấy. Chim sông Côn. Mà em cũng không biết là sông Côn ở đâu. Bình Định cũng có sông Côn. Nghệ An cũng có sông Côn. Rồi Quảng Nam, Quảng Nam, Đà Nẵng cũng có sông Côn. Nhưng mà cuối cùng họ đưa cho em nghe á. Thì em cũng không biết là sông Côn ở đâu cả. Đấy. Sông Côn Quảng Nam thì cũng chả phải. Mà sông Côn Bình Định thì em cũng từng chơi rồi, em cầm rồi, em cũng nghe cũng không phải. Mà em cũng không biết là sông Côn ở đâu. Có. Rồi. Bảo là chim thì chim chào màu. Mà lại hót hót giọng bông lau. Có. Cái đây là có. Cái này á, em nói các bác là không phải là chính xác 100%. Thế nhưng nó có rất nhiều cái yếu tố để con chim nó ra một cái giọng bông lau. Và thông thường thì 9%, thông thường nhá, không phải là chính xác 100%, nhưng thông thường là 9%, đó là chim tơ lên học giọng mà ra cái giọng tầm bậy. Đấy, còn những con chim già rừng ấy, nó chỉ có hai yếu tố thôi các bác nhá. Con chim già rừng nó chỉ có hai yếu tố. Một, nếu như yếu lửa nhá, thì nó có thể quýt quýu, nó có thể gọi giọng bậy nếu yếu lửa, đặc biệt là khi con chim thay lông. Đấy, thay lông nó có thể là quýt quýu, nó có thể giọng bậy, nhưng không phải con nào nó có. Những con chim già rừng yếu lửa nó chả bao giờ quýt quýu, không bao giờ gọi giọng bậy, nhưng một khi mà nó hót lên là đúng giọng của nó. Đấy. Thứ hai là những con chim mà già rừng thì các bác có nuôi muôn đời có như thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ mất được cái tông của nó ở vùng miền của nó, không bao giờ. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, tức là những con chim thực sự mà nó nhạy bén và có một cái tố chất khẳng định, tức là trong quá trình con chim các bác nuôi trùng một phòng, cùng một nhà, cùng một phòng, và trong trường hợp mà các bác nuôi con chim mà cái khoảng cách các bác móc lồng chim ấy, hay chưa, mà vô tình nó đúng và phù hợp của những cái chú chim trong phòng của bác ấy, khi con chim nó bắt đầu nạp lửa, thấy chưa, tức là khi con chim các bác mà nuôi hoàn thiện bộ lông mà bắt đầu nạp lửa ấy, các bác móc trong phòng ấy, các bác để ý các bác, đặc biệt là buổi trưa thứ hai sang đầu giờ chiều, cái tầm khoảng chừng 1-2-3 giờ. Đấy, các bác móc chim trong phòng, các bác thấy nó hót chuyện ấy. Đấy, mục đích của con chim hót chuyện là gì? Đấy là khi con chim hót chuyện là khi con chim bắt đầu nạp lửa và học giọng của nhau. Đấy, học giọng của nhau. Thế cho nên là các bác để ý có những con chim rất già rừng, nhưng khi đấu giàn hay là các bác kẹp bộ solo với nhau ấy, nó đấu một khoảng chừng 5-3 phút là con chim ở bên hót giọng gì thì nó hót y giọng như vậy để nó đè giọng. Đấy là con chim cực kỳ hay và tố chất. Đấy, những con chim đấy chính xác là những con chim tố chất và đáng để các bác gọi.
Đấy, nhưng cũng có những con chim mà nó cũng nó hót chuyện nhưng nó không học giọng. Nó chỉ là nó lạp lửa thôi. Khi ra tông đấu nó tông đống y như vậy luôn, không bao giờ nó lệch giọng với một bất kỳ nhóm nào. Cho nên những con chim già rừng mà để mà nói lạc tông là hầu như là không có. Hầu như là không có, chỉ có những con mà cái hợp thứ nhất đó là em nói là đè giọng đấy, hót chuyện với nhau để học giọng nhau, để đè giọng nhau ấy là có, nhưng trường hợp này nó rất là hi hữu. 100 con chim thì may ra chỉ có 1 tới 2 con chim nó nằm trong cái trường hợp đó. Còn những con chim mà kêu tầm bậy tầm bạ là hoàn toàn chim lỡ lên nhá. Hoàn toàn chim lỡ lên. Ok cho bác Minh Trần. Em cảm ơn bác, chuẩn là chim mua mạng anh ạ. Đấy, em tại vì sao? Tại vì bây giờ hiện tại bây giờ một số ông bán chim là quảng cáo ghê quá. Đồng ý. Thì em nói thật với các bác thế này. Buôn bán. Buôn bán, đúng không? Bất kể là buôn bán cái vấn đề gì, không ai cấm các bác quảng cáo, đúng không? Nhưng mà ở mức độ vừa phải, đúng không? Mức độ vừa phải. Thế bây giờ là một số ông bán chim á, con nào cũng VIP cả, con nào cũng ghê gớm cả. Đấy, con nào cũng VIP, con nào cũng ghê gớm, con nào cũng hay lắm. Thế cái cuối cùng con nào dở? Chả có con nào dở cả, đúng không? Thế con chim, em có nhiều con chim em thấy gọi là đôi khi mình nói thì mình lại nói xấu họ. Em thật các bác ấy, đôi khi mình nói ra thì nó lại nói xấu họ. Tại vì em này em rất là ngại về cái vấn đề mà phân tích về chim. Đấy, tại vì công việc người ta buôn bán mà. Mình nói thì đôi khi thì mình nói là mình lại dìm hàng họ. Rồi là người ta lại cay cú với mình. Rồi là đâm ra thù hằn rồi chút oán. Nó không hay. Thế nhưng mà con nào rồi cũng VIP. Con nào cũng ghê gớm. Đấy. Thế nhưng mà bên cạnh cái VIP, bên cạnh cái ghê gớm đấy, cuối cùng là toàn có những anh em nghệ nhân đam mê là phải gánh chịu. Gánh chịu. Đấy. Em có thật các bác ạ, toàn có những người gánh chịu không? Tại vì sao? Tại vì người ta biết cái tâm lý các bác. Người ta biết. Thứ nhất là những con chim mà đối với các bác vài ba triệu thì nó chẳng đáng cái gì cả. Nó không đáng cái gì cả. Đôi khi các bác có kinh tế cơ, có nhiều kinh tế, các bác rất là cứng. Thì có con chim đố con chim bổi vài ba triệu, có nhà các bác mua về chơi được không chơi thì bỏ. Đấy, chả đáng cái gì cả. Thế thì em nói thật các bác chứ, thời buổi bây giờ thì làm gì còn có chim hay giá rẻ. Không còn chim hay giá rẻ được. Đấy. Rồi em thấy con thật các bác chứ, có nhiều các bác mua đố con chim mà em thấy rất nực cười. Đấy. Em nhìn con chim là em biết những con chim đó các bác chăm sóc ra sao. Tại vì em đã từng trải qua rồi, từng vấp phải những con chim đó rồi. Và em nhìn lại là em đã hình dung được ngay. Đấy. Em nhìn lại hình dung được ngay. Đấy. Mà em thấy con chim là chả có cái gì cả. Gọi là các bác bây giờ các bác mấp phải cũng y như một thời xưa. Đấy. Cũng một thời. Cũng một thời gọi là đi cúng cơm thiên hạ. Thế nhưng mà cái thời buổi bây giờ người ta buôn bán người ta có rất là hay. Thời buổi bây giờ thì một số anh em buôn bán chim rất là hay. Tức là người ta vẫn có những người ta gọi là cho các bác đồ trả nhưng phải mất phí. Đấy. Vậy thì có những người ta bán được con chim mà bán tới 5 lần vẫn có lời. 5 lần vẫn có lời. Tức là ví dụ như người ta bán được các bác những con chim vậy là vẫn chơi được, nhưng không phải là con chim tố chất, vẫn chơi được. Nhưng mà trong con chim đó nó có rất nhiều cái mà nó không phù hợp với một cái tiêu chí thi, với một cái tiêu chí gọi là để đi xa, đi sâu. Các bác mua về, các bác nuôi cả tầm nửa tháng hay một tháng, các bác không thích, các bác bảo anh yêu dâm đổi con khác cho em, thì các bác đổi lại thì phải mất phí, đúng không? Ví dụ như các bác mua 10 triệu thì em đảm bảo với các bác là tối thiểu nhất các bác cũng phải là mất là từ 2 cho tới 3 triệu, đúng không? Và thì những con chim đấy, cái người ta mua chim vào để người ta bán thì làm gì người ta bán từng người ta mua tới 10 triệu, đúng không? Người ta phải mua giá thấp hơn, có thể là 5 triệu, 6 triệu, có thể là 7 triệu, người ta bán 10 triệu, đúng không? Và thì 5 lần như vậy là người ta lời được con chim rồi, đúng không? Và thì đâu mất lòng ai, các bác cũng đổi trả được chim mà các bác gọi là mất phí, thì cái mất phí thì các bác cũng phải chấp nhận, đúng không ạ? Chấp nhận. Cho nên là các bác không thể bóc phốt họ được, không bóc phốt được, tại vì người ta chấp nhận cho bác đổi trả, mà đổi trả mất phí mà, đúng không? Cho nên là cái cách làm ăn buôn bán bây giờ nó rất là hay. Đâm ra nhưng mà cái khổ cái này, các bác đổi càng nhiều thì lại càng tốn tiền, mà đâm ra những cái tiền phí các bác đổi ấy, 10 con chim là các bác mua được con chim đi thi luôn, đấu giàn được luôn, mua tại giàn luôn, đúng không?
các bác cứ để ý đi, các bác mua 10 con chim là các bác cái tiền phí các bác là mất 20 triệu rồi, đúng không? Các bác cứ để ý đi, 10 con chim các bác mất 20 triệu, có phải là 20 triệu đấy các bác mua con chim đi thi không? Đấy, cho nên là tất cả mọi thứ là đều nghệ nhân, đam mê là người chịu hết nhé, là người chịu hết. Cảm ơn bác Minh Khang nhé. Đức Bằng.